Từ từ ăn. Thịt kho này ta dùng táo gai hầm, loại bỏ máu bầm, có lợi cho đội thương của chàng. Nàng cũng ăn đi. Lúc ta hầm ta đã ăn rồi. Đâu? Hà Di, nghỉ một lúc đi. Ta không mệt. Có thể ở bên cạnh chàng là tốt rồi. Hà Di, thành hôn nhiều năm, mai nhờ có nàng chăm sóc chu đáo, lo liệu việc nhà, để trên dưới trong phủ đều đâu vào đấy. Ba đứa trẻ cũng lớn lên khỏe mạnh, để ta có thể liều mình nơi xa trường mà không lo lắng gì cả. Để ta có thể liều mình nơi xa trường mà không lo lắng gì, đều nhờ có sự hy sinh và trả giá của nàng. Đây đều là chuyện thuộc bổn phận của người làm thê tử. Có thể ở phía sau phu quân phân ưu là hạnh phúc lớn nhất của Hà Di. Hà Di à, nhiều năm như thế khiến nàng chịu uất ức rồi. Nhưng dù thế nào, ta cũng muốn để nàng biết ta là thê tử thân thiết của chàng, giao phó bí mật tính mạng. Nào, lời chàng nói ra ta đều nhớ. Lúc ta mới gả cho chàng cũng chưa từng nghĩ chiếm một vị trí trong tim chàng. Ta lúc đó chỉ cảm thấy chỉ cần có thể ở gần chàng, giống như diều hâu đến gần bầu trời xanh, là ta đã mãn nguyện rồi. Đến nay ta có thể cùng chàng ra chiến trường, xem chàng uy nghi điều binh khiển tướng. Đối với cây cỏ như ta mà nói đã là hạnh phúc lắm rồi. Hà Di, có nàng bên ta là hạnh phúc lớn nhất đời này của ta. Yên tâm, lần này tuy nguy hiểm gian khổ, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng bảo vệ nàng. Chàng bảo vệ tốt cho bản thân là được rồi. Trong lòng ta chỉ có mình chàng thôi. Nếu chàng xảy ra chuyện, chắc ta không thể sống được rồi. Cho nên, vì ta, vì các con của chúng ta, chàng nhất định phải bình an vô sự. Ta muốn mỗi ngày đều có thể giống như hiện tại, dựa vào chàng. Yên tâm, ta nhất định sẽ chống đỡ tiếp. Vì trong lòng ta có Hà Di, nàng vĩnh viễn sẽ ở trong tim ta. Dù trên chiến trường giết địch, nàng cũng có thể ở bên cạnh ta. Vì nàng, ta sẽ mạnh mẽ hơn. Khứ bệnh đã dẫn tinh binh tiến vào Đại Mạc. Chúng ta có phải cũng sắp phải rời khỏi biên quan, đi vào nội địa quân địch không? Vừa sắp xếp xong thì sẽ xuất phát. Xuyên qua cánh rừng cây muối trước mặt, liền tiến vào Đại Mạc rồi. Rừng cây muối, đúng, chính là rừng cây Quan Du trước mặt. Nơi đó đã không phải là biên giới nước Hán nữa rồi. Đến lúc đó nguồn nước sẽ rất khó tìm. Hôm nay chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ nước và lương thực trước. Được rồi, thế ta nhưng mấy ngày này điều dưỡng cơ thể chàng cho tốt, để chàng xuất chinh với tinh thần và thể xác tốt nhất. Khổ cho phu nhân rồi. Phu quân, ta nhân lúc chàng đi tuần doanh mà trời đi, mong chàng tha thứ. Đêm qua khi nghe chàng nói gần đây có rừng cây muối, ta vui đến cả đêm khó ngủ. Ta nghe dịch thuốc đói,
Trong cây muối có một loại thịt trùng dung chuyên trị nội thương. Ta có hỏi lang y, hóa ra các loại bệnh tích tụ thành khối, dùng thịt trùng dung này sẽ tiêu đi. Nhưng Trung Nguyên hiếm có loại thuốc này. Nếu trường cây muối đã ở trước mặt thì vết thương của phu quân cũng có linh dược có thể trị rồi. Tha thứ cho ta tự ý làm chủ. Ta biết chàng sẽ lo lắng cho an nguy của ta, sẽ không để ta đi, nên không báo trước. Chàng từng nói hà thảo là cây sậy non, sức sống mãnh liệt, trải qua gió táp mưa sa vẫn ngẩng cao đầu không sợ hãi. Ta muốn làm một cây hà thảo như thế. Đừng lo, ta sẽ nhanh chóng quay về. Hà Nhi ngốc, Hà Nhi ngốc, rừng cây muối gần đây quân địch nhiều lần xuất hiện, nếu nàng gặp phải chúng thì làm thế nào? Ta làm thế nào đây? Ta làm sao có thể giúp nàng đây? Xảy ra chuyện gì? Đại tướng quân, nhận được cấp báo của thám tử ở phía bắc Trường Thành, chủ lực của quân địch hóa ra đã di chuyển từ sớm, không giao chiến với đông lộ quân của quan quân hầu mà hướng về phía chúng ta. Không ngờ quân Tình lại có loại sai sót này, đáng chết. Bệ hạ bớt giận, nay chuyện quan trọng nhất là làm thế nào để điều phối đại quân, tinh binh của chúng ta đều tập trung ở trong đội quân của Khứ Bệnh. Lương binh mã của Vệ Thanh kém xa quân địch, không thể đấu cứng. Bệ hạ, thần cho rằng không bằng để Vệ Thanh ở lại giữ quận Định Tương, chờ binh mã của Khứ Bệnh đến núi Lan Cư Tư, làm loạn sắp xếp quân địch, rồi cùng xuất phát dây đánh thành Triệu Tính. Tuyệt đối không thể. Nếu Vệ Thanh ở lại giữ, tất sẽ phá hỏng sĩ khí của binh tướng. Đây là đại kỵ trong hành quân. Nay nhân lúc sĩ khí quân tướng cao thì phải lập tức xuất phát, để Vệ Thanh ứng chiến trước, cầm chân quân địch, đồng thời phái người cấp báo cho Khứ Bệnh đến phía trước đánh bọc sườn, khiến cho quân địch không kịp trở tay. Bệ hạ, tinh binh đều không ở trong quân của Vệ Thanh, e là kéo dài không được mấy ngày thì đã bị quân địch. Sẽ không đâu. Vệ Thanh anh dũng thiện chiến, bài binh bố trận như thần, 6 lần đại thắng trước đây, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Trẫm tin sự kiên nghị của Vệ Thanh, cũng tin sự cơ trí của Khứ Bệnh. Họ sẽ rõ tầm quan trọng của trận này. Chỉ có thể tiến, không thể thủ, càng không thể lui. Trận này chỉ có thể tiến, không thể thủ, càng không thể lui. Chúng ta điều chỉnh một chút, rồi tiến vào Đại Mạc, quyết một trận tử chiến với quân địch. Nhưng vì sao đột nhiên lại thay đổi ta làm tá hộ vệ, mà phái Công Tôn Cao hắn làm tiên phong? Rõ ràng Lý Quảng ta mới là tiền tướng quân được hoàng thượng chỉ định. Lý tướng quân, ta biết ngươi tác chiến dũng mạnh, kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhưng lần đại chiến này chúng ta phải đi sâu vào sa mạc, bôn ba đường dài. Hoàng thượng cũng lo lắng tuổi ngươi không còn trẻ, sức khỏe không chịu được. Là hoàng thượng lo lắng hay ngài có lòng riêng? Người trong thiên hạ đều biết Công Tôn Cao có ơn cứu mạng ngài. Lý Quảng, người có biết người phạm phải tội bất kính không? Lý gia ta mấy đời đều là trung lương, con trai Lý Cảm còn theo cháu ngoại ngài quắc Khứ Bệnh vào sinh ra tử. Lý gia ta luận về quân công tuyệt đối không thua người khác. Công Tôn Cao hắn nếu có công lao gì cũng tính ra được. Ngài phái Công Tôn Cao làm tiên phong không phải là muốn giúp hắn nhận công phục chức thôi sao? Lý Quảng, ta lấy cương vị đại tướng quân, lệnh cho ngươi nhanh chóng dẫn binh sẵn sàng chuẩn bị xuất phát. Đây là quân lệnh. Tuân lệnh. Các ngươi nhanh chóng truyền lệnh sắp xếp mới của ta xuống cho chúng tướng sĩ, phải an ủi lòng quân cho tốt, cổ vũ sĩ khí. Đến lúc vừa hô liền hưởng ứng, tiến vào mặt bắc. Dân Công Tôn Cao, đại tướng quân, thời gian cấp bách, tinh binh trong quân lại không nhiều, ngươi thân làm đại tướng tiên phong phải nhanh chóng chỉnh đốn 5.000 kỵ binh làm lính xung phong, sẵn sàng chờ lệnh, cướp lấy cơ hội trước. Dân báo cáo đại tướng quân, ta đã tìm nhưng không thấy phu nhân, nhưng ở gần kia rừng muối nhỏ nhặt được mảnh vụn quần áo phụ nữ, không biết có phải của phu nhân không, nên nhanh chóng quay về bẩm báo đại tướng quân. Quả nhiên là quần áo trên người phu nhân. Mặt tướng phải thêm người đi tìm. Không cần, ngươi đi chuẩn bị binh mã, đừng để lỡ chuyện quân, tự ta đi tìm.
Bên kia. Bên kia. Dễ Thanh, đi đi. Hà Nhi, Hà Nhi, đại tướng quân. Hà Nhi, đại tướng quân, đi theo ta. Dừng. Hà Di, vệ tướng quân, đây là phu nhân của ngươi nhỉ? Bắt được phụ nữ người Hán, ta đã rất bất ngờ rồi, nhưng tuyệt đối không ngờ thế mà lại là phu nhân của đại tướng quân đây. Thật đúng là ông trời đã giúp chúng ta. Nếu ngươi đã biết nàng ấy là ai, còn không nhanh thả người đi. Thả cô ta, được thôi. Ngươi nhanh lui binh, lui về Nhạn Môn Quan, giao trả quận Sóc Phương. Nếu không, ngươi đợi nhặt xác cô ta đi. Phu quân và đại tướng quân, đừng vì một cây cỏ mà bỏ lỡ chuyện quân. Im miệng. Không thả người, các ngươi đừng hòng sống sót. Chúng ta chết cũng có phu nhân đại tướng quân chôn cùng. Lui binh hay không? Lui binh hay không? Hà Di, đừng mà. Đừng mà. Phu nhân. Hà Di, nàng thật ngốc. Hà Di không muốn phu quân khó xử. Đừng nói bậy, ta đưa nàng về, cố chịu đựng. Ta hái được thuốc rồi, có thể trị nội thương của chàng. Hà Di, ta không thể ở bên cạnh chàng rồi. Không, Hà Di phụ chàng rồi. Hà Di, Hà Di, Hà Di. Không, Hà Di. Không, không Hà Di. Không, Hà Di. Hà Di. Hà Di, Hà Di.